Tính đến 18 giờ hôm nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2 ở huyện Yên Mỹ liên quan đến nguồn lây từ Hà Nội đã được cách ly từ trước. Trường hợp này sinh năm 2001 ở thôn Mê Hạ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, là con gái của bệnh nhân 174.505 và bệnh nhân 206.166, được cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Hưng Yên từ ngày 3 tháng 8, lấy mẫu xét nghiệm lần 3 cho kết quả dương tính. Như vậy, từ bệnh nhân 157.770 là người đi bán hoa quả ở Hà Nội ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối ngày 1 tháng 8, đã lây bệnh cho 6 người khác là hai con, vợ chồng chị gái và hai cháu. Từ ngày 21 tháng 6 đến nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 235 ca bệnh, trong đó huyện Yên Mỹ có 174 ca, huyện Khoái Châu 16 ca, huyện Tiên Lữ và Ân Thi cùng có 14 ca, huyện Phù Cừ 6 ca, huyện Kim Động 5 ca, huyện Văn Giang 2 ca và 4 ca có địa chỉ nơi khác. Hiện có 167 ca được công bố khỏi bệnh, còn 68 ca tiếp tục điều trị.